Nhận định bóng đá Crystal Palace với Liverpool. 19:30 phút ngày 19 tháng 12 vòng 14 ngoại hạng Anh 2020-2021 phá dớp sân khách. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Liverpool đang chơi rất tệ khi xa Anfield ở mùa này. 5 trận xa nhà gần nhất ở Premier League, giờ Klopp đều không thể ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng trước Tottenham, Liverpool nhiều khả năng sẽ phá rớt vào tối nay. Hôm giữa tuần, Liverpool đã xuất sắc đánh bại kẻ thách thức Tottenham với tỷ số 2-1. Bàn thắng do Roberto Firmino ghi ở phút 90 đã mang về thắng lợi quan trọng nhất từ đầu mùa giải cho giờ Klopp, khi chiến thắng này đưa họ lên ngôi đầu bảng Premier League lần đầu tiên trong mùa 2020-21. Đó là 90 phút cho thấy Liverpool vẫn ở đẳng cấp và trình độ cực cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu của Spurs, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn biết cách phát huy đúng lúc, đúng chỗ để giúp họ có 3 điểm. Đó cũng là 90 phút cho thấy cỗ máy của Jurgen Klopp vẫn vận hành khá trơn tru, đặc biệt là trên hàng công. Nếu so sánh khả năng tấn công của Liverpool với đối thủ số 1 Man City, dễ nhận thấy trong khi giờ Klopp vẫn duy trì sức công phá hủy diệt 29 bàn trên 13 vòng, nhiều nhất giải đấu thì Man xanh đã không còn là chính mình so với cách đây 1-2 mùa giải. Sự ổn định và trơn tru này sẽ giúp Liverpool chiếm ưu thế so với những ứng viên khác trong cuộc đua vô địch. Cũng đừng quên là giờ Klopp đã trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League dù 1/3 mùa giải vừa qua. Họ liên tục chịu tổn thất nặng nề vì virus chấn thương. Phải thừa nhận Klopp đã lèo lái con tàu Liverpool quá tài tình, giúp họ thích nghi tuyệt vời, rồi từng bước vượt qua thử thách về lịch thi đấu cũng như sự vắng mặt của nhiều trụ cột. Liverpool thăng hoa, nhưng nói vậy không có nghĩa họ được phép chủ quan vào tối nay. Bởi mùa này, giờ Klopp đang chơi rất tệ trên sân khách. Trong 5 lần xa nhà gần nhất ở Premier League, Liverpool đều không thắng, hòa 4 trận. Lần gần nhất đội quân của Klopp thắng khi xa Anfield là chiến thắng 2-0 trên sân Chelsea. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà The Blues phải chơi thiếu người ngay từ hiệp 1. Nhìn kỹ hơn, Liverpool luôn thể hiện sự mong manh khó hiểu trên sân khách. Tuần trước, mặc dù được đá trên sân đội bóng cực yếu là Fulham nhưng giờ Klopp vẫn chơi cực tệ trong 45 phút đầu. Sang hiệp 2, nhờ bàn gỡ từ chấm 11m của Mohamed Salah họ mới có một điểm ra về. Hay xa hơn nữa, Liverpool cũng mất điểm ở phút cuối trong chuyến hành quân đến sân Brighton. Tóm lại, giờ Klopp trên sân khách mùa này vừa kém may mắn trong các trận gặp Brighton, Everton, vừa thường xuyên chơi tệ. Đừng quên thảm bại 2-7 của họ là diễn ra tại Villa Park. Đó chính là vấn đề của Liverpool mà Klopp cần phải khắc phục. Crystal Palace không phải đối thủ dễ bị khuất phục. 3 vòng gần nhất, họ bất bại. Crystal Palace đã có điểm trước Tottenham và tiếp tục giành điểm ngay trên sân một đội bóng chơi rất tiến bộ khác mùa này là West Ham. Đó là những con số cho thấy thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson là đội bóng chơi cực kỳ khó chịu. Thực ra, Crystal Palace đá rất đơn giản. Họ tập trung phòng ngự số đông và khi có bóng thì lập tức truyền lên rất nhanh cho Wilfred Zaha, người có khả năng chơi độc lập cực tốt nhờ tốc độ và sự lắt léo. Cách chơi tuy mộc mạc này nhưng lại đang phát huy hiệu quả tối đa. Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng của Crystal Palace đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên tối nay, họ có tổn thất nghiêm trong khi tiền đạo trụ cột Christian Bentic bị treo giò. Việc vắng Bentic sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng phản công của Crystal Palace bởi tiền đạo người Bỉ có khả năng thì đè, làm tường tốt cho Zaha. Ngoài ra, 6 lần đụng độ gần nhất với Liverpool ở Premier League, Crystal Palace cũng thua cả 6 trận. Sự hưng phấn cùng với cái duyên thường thắng trước Crystal Palace nhiều khả năng sẽ giúp Liverpool phá dớp không thắng sân khách. Dự đoán tỷ số 1-3. We'll be right back.